Bất ngờ chưa? Chị Đỗ Mi Linh ạ. Chị đang đứng ở trước mặt em đấy ạ. Hôm nay chị đã gặp em ở buổi họp fan của chị. Và chị thực sự rất ấn tượng với bài thơ của em, mặc dù chị mới chỉ nghe được có vài câu thôi. Ôi, em còn không nhớ là mình đã nói gì nữa. Ôi, thôi chết, em mời chị vào nhà. Em quên mất vì em đang bối rối. Chị chịu ăn bánh không ạ? À không, bánh sẽ làm cho chị béo lên. Hay là em đi lấy nước hoa quả cho chị nhá. Thôi không sao đâu, không sao đâu. Thật ra hôm nay chị muốn đến đây để cảm ơn tình cảm của em đã dành cho chị. Chị, thực sự em rất là hâm mộ chị ạ. Em còn tưởng tượng em sẽ được làm em gái của chị nữa cơ. Thích quá. Thật ra hôm nay còn một lý do nữa. Chị cũng muốn đến đây để xin lỗi em về những hành động hơi quá của các bạn vệ sĩ. Các bạn chỉ muốn giữ sự an toàn cho chị thôi. Chị có biết là em đã trải qua những gì không ạ? Em bị bẽ mặt trước đám đông. Thực sự lúc đó em rất là tổn thương. Chị có hiểu cảm giác của em lúc đấy không? Em có biết những lúc bẽ mặt hay gặp bất cứ một vấn đề trong cuộc sống, chị sẽ nghĩ đến điều gì để có thể vui vẻ vượt qua tất cả những chuyện đấy không? Quần áo đẹp ạ? Hay là những chiếc túi hàng hiệu? Không đâu cô gái. Những lúc như vậy thì chị sẽ nghĩ đến gia đình. Gia đình là nơi luôn luôn cho chị một điểm tựa này, cho chị những lời khuyên để chị có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và em hãy đừng quên phải yêu thương gia đình mình thật nhiều nhé cô gái. Vâng ạ, chị vừa xinh đẹp, thông minh, lại còn nhân hậu nữa. Em với chị thực sự có rất nhiều điểm giống nhau đấy. Thôi đến giờ chị ra sân bay rồi. Rất vui vì được gặp em hôm nay. Tiếp tục ủng hộ chị nhé. Và đừng quên phải học thật giỏi như cô gái xinh đẹp. Chị biết đấy, ít khi nào mà người ta làm được hai việc cùng một lúc. Đó là vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Nhưng em sẽ cố gắng vì chị. Thôi chị đi đây, bye bye em. Em chào chị ạ. Bye bye. Em sẽ nhắn tin cho chị mỗi ngày nhá. Em chào chị. Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời đối với tôi.